Kính thưa quý vị khán giả của kênh YouTube Lê Hân Thiện, hôm nay Lê Hân Thiện ghé lại thăm bé Bi, cô bé mà Lê Hân Thiện đã từng giới thiệu với quý vị về hoàn cảnh là Bi đang có thai, gần sắp đến ngày sinh nở rồi, nhưng mà điều kiện hai vợ chồng mặc dù cũng rất là cố gắng làm lụng, tuy nhiên cũng không có đủ chi phí, và Bi đã tính đến cái đường là phải cho con mình để mà bé có cuộc sống tốt hơn khi mà bé vẫn còn ở trong bụng mẹ. Những gì mà Lít chia sẻ đã nhận được cái sự thông cảm cũng như đồng hành của quý vị. Hôm nay Lê Hân Thiện lại ghé thăm em trong căn nhà trọ ở bệnh viện Ung Bướu ở Sài Gòn. Hai vợ chồng đều đi làm mướn nhà trọ ở gần đây, rồi hai chồng con ở với nhau, lấy nhau cũng như là cũng nhiều hoàn cảnh thôi, hai đứa cùng nhau cùng cái hoàn cảnh lấy nhau, rồi sanh ra bé này. Sanh ra thì cũng mới vô tròn một tuổi luôn chứ. Mặc áo vô cho bé đi con. Dạ, tròn một tuổi luôn, để đầu là con chuẩn bị sanh rồi. Chỉ là gần tới ngày sanh của con là đầu, bác sĩ dự kiến là đầu tháng 6 chú, nhưng mà giờ cái bụng nó càng ngày càng bự á, cái bác sĩ nói là chỉ cần mà con có triệu chứng hơi đau á là bắt đầu đi liền. Con có thể chia sẻ thêm về cái việc mà con nói rằng chồng con thì cũng là một đứa trẻ mồ côi, thì dạ, con có thể chia sẻ thêm về cái hoàn cảnh của hai vợ chồng đi con. Dạ, chồng con thì ba bỏ, mẹ bị xe tông mất, rồi chồng ở cô nhi một thời gian, bắt đầu hết tuổi rồi chồng đi ra đây ở, thì chồng làm phụ quán cơm ở đây nè, cái xong làm thời gian cũng quen biết thôi, thời gian sau thì bắt đầu là hai vợ chồng ở với nhau, mới quen nhau năm 2019 đó chú. Chồng con là năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, chồng con sinh năm 1996. Có anh em gì không? Có em sinh đôi, cũng đang đi làm mướn luôn. Mà hai anh em cũng có thường gặp nhau không con? Dạ, cũng ở gần đây thôi, nhưng mà ít khi nào nói chuyện á. Hai anh em cùng sinh đôi nhưng mà không có hợp nói chuyện. Chỉ có hai anh em thôi hả? Dạ. Rồi con nghe chồng kể lại cái hoàn cảnh mà con mới chia sẻ là ai bị tai nạn mất. Dạ, mẹ của chồng. Ừ, còn ba thì sao? Ba thì bỏ. Ba bỏ đi từ nhỏ luôn hả? Dạ, cũng giống như con. Hai chồng hái nhau hoàn cảnh vậy, cái chồng con hái con hoàn cảnh. Rồi hai anh em chồng con là ở trại mồ côi nào? Dạ, con không biết, chồng con chỉ nói là một con. Rồi sau đó năm 2019 hai đứa gặp nhau ở đâu và trong trường hợp nào? Dạ, hai chồng con làm bánh cơm, con đi bán, chồng làm bánh cơm, bắt đầu hai đứa mới nói chuyện. Giao tiếp thời gian bắt đầu mới quen nhau. Rồi chồng con thì mặc dù là trẻ mồ côi mà anh có dính vào cái tệ nạn gì không con? Dạ không chú. Rồi cái thu nhập của chồng là một tháng bao nhiêu? Dạ, một ngày là 150, có khi 100, có vô tốt, bán đắt thì được 200. Dạ, một tháng trung bình cũng được kiếm được 4 triệu, 4 triệu rưỡi. Còn con thì con kể lại hoàn cảnh con sống ở bệnh viện Ung Bướu từ năm nào và như thế nào, và sau đó mẹ qua đời như thế nào đi Vi. Dạ, mẹ con thì sống ở đó lâu rồi, kiểu như bệnh ở đó ấy bé. Cái xong thời gian cái mẹ con lấy ba con cũng chạy xe ôm rồi buôn bán cái vải rồi á. Ba là chạy xe ôm ở trước bệnh viện luôn hả? Dạ, ba với mẹ đều chạy xe ôm hết. Cái xong thời gian mà mẹ bệnh, mẹ mang bầu con, rồi sau đó là bắt đầu là mẹ đẻ, mẹ sanh ra tới 5-6 tuổi thì mẹ mất, là bắt đầu mấy má ở trong bệnh viện Ung Bướu là hùng nhau tiền lại để làm đám ma, với lại bên mạnh thường quân người ta hỗ trợ với chú. Con được mấy chị em? Dạ, hai chị em, chị con mất rồi. Chị con cũng mất rồi hả? Dạ. Bữa con có chia sẻ rồi, bệnh chủng là bệnh xã hội đúng không? Dạ. Rồi sau khi mà con mẹ mất thì con đến năm con mấy tuổi thì con gặp chồng bây giờ? Dạ, năm 16 tuổi. 6 tuổi là mẹ mất? 6 tuổi mẹ mất. Thì 10 năm đó là con sống ở đâu? Dạ, con sống trong bệnh viện Ung Bướu chú. Ủa, mẹ mất rồi sao con còn ở trong đó làm gì, và ai là người nuôi con? Dạ, mấy má ở trong đó nuôi con, thì nếu con không ở trong đó thì không ai hỗ trợ nuôi con. Mấy má là ai? Dạ, mấy má một vuông. Dạ, mấy má bệnh chung á. Bệnh chung là như hồi đó giờ chơi chung rồi á. Ủa, mấy má là cũng ở quê rồi lên đó trị bệnh ở lại lâu dài hả? Dạ. Và trong suốt thời gian 10 năm rồi, còn má nào còn ở đó không, và má nào có má nào là hết bệnh hoặc là có những cái gì không xảy ra với mấy má không?
Dạ có một số thì mất nhiều lắm, đa phần là mất chứ không có về quê. Rồi giờ cũng còn có một hai má thôi. Má Dương thì buôn bán ở đó nên là con cũng biết, cũng biết từ hồi đời má con. Rồi đến năm sau khi con được 16 tuổi, con lấy chồng con. Chồng con tên gì? Dạ chồng con tên Lộc. À, lấy Lộc thì đến năm nào thì con đẻ em bé này? Dạ năm 20 chú, năm 2020. 4 năm sau mới đẻ lần hả? Dạ không, con đẻ năm 2019, năm 2020 con. À là dạ. Sau đó là con đẻ ra bé này nay hơn tuổi. Dạ rồi... không, mới chồng luôn. Mới về được 1 tuổi tức thời luôn. Là đầy thôi nôi rồi hả? Dạ. Thôi nôi hồi nào? À, sinh bữa 22 tháng 4 chú. Rồi bữa thôi nôi có làm gì không? Dạ không, mấy má có kêu mua bánh kem, cái cũng mua bánh kem vậy thôi, chứ cũng chưa có cúng kiến gì hết. Được cái chị buôn bán chung á, cái chị thấy vậy chị cho được sợi dây chuyền, dây chuyền bạc. À. Chị kêu để cho nó đeo chống gió. Rồi hai đứa về thuê cái nhà trọ nhỏ ở dành cho những người mà cũng đi trị bệnh ung bú đúng không? Dạ. Là ngay sát bệnh viện luôn. Là căn nhà trọ này bao nhiêu tiền một tháng? Dạ một ngày 85 ngàn, một tháng 2,5 triệu. Ừ. Dạ. Rồi chồng con ngày làm chừng 100-150 thôi hả? Dạ. Còn con có làm gì không hay là giữ bé không? Con bán bánh chú, bán bánh buổi sáng 80 ngàn. Ờ. Dạ. Ẩm theo bé này hả hay sao? Dạ buổi sáng thì nó ngủ với ba đó, tới 11 giờ dọn hàng. Ba nó đi dọn hàng cho người ta làm từ 11 giờ. Dạ. Ờ. Miếng gì? Rồi tại sao mà hai vợ chồng còn khổ quá mà con lại chơi đi con. Rồi hai con lại tiếp tục có thai giờ với Vi. Dạ, tại vì trong thời kỳ là con đều có hết. Con đều có đều hết. Tới khi mà 4 tháng thì con mới phát hiện ra. Ừ. Phát hiện ra 4 tháng rồi thì bắt đầu người ta không có giải quyết cho con nữa. Rồi thì đó là những gì mà Lê thì nhắc lại cho quý vị về hoàn cảnh của Vivi này. Vivi sẽ kể tiếp cho chúng ta nghe. Rồi sau khi mà cái thai lớn rồi không có giải quyết được nữa, ý con muốn là bỏ đi đúng không? Thì bác sĩ nói sao? Dạ bác sĩ nói giờ lớn quá rồi, nếu như mà giải quyết á thì nó sẽ ảnh hưởng đến tiết mổ của con, với lại cái lòng tự cung con còn quá nhỏ. Nếu như mà bây giờ hút ra thì nó sẽ hút luôn cái phần tử cung của con ra, nó yếu quá. Ừ. Nên bác sĩ không giải quyết cho con được. Rồi sau đó thì con với chồng con quyết định cái chuyện gì khi mà ngày sinh nở sắp tới? Dạ lúc đầu thì hai vợ chồng con có dự kiến cho, thì tại vì không đủ điều kiện. Thứ nhất là cho hay là bán? Dạ cho. Con nói rõ hơn đi cái chi tiết. Dạ. Cho sao, hai chồng bàn tính sao con gái? Dạ có hứa cho cô chú đó ở dưới quê á, rồi buổi đó có cô hủ tiếu thì cô hủ tiếu mới giới thiệu sinh em bé đó, thì mới sinh. Với đầu cô chú đó nói là nếu như mà trong thời gian này con không có điều kiện thì con cho đi, rồi bắt đầu tới ngày người ta lo đẻ hết cho con, rồi người ta cho con một số vốn. Ừ, con nói đi. Rồi con có gọi đến bên cho má Dương. Má Dương nói là chú kêu họ đừng cho để hỗ trợ nuôi. Chú Lê Thiện đúng không? Dạ. Chứ hay chồng tính là đường là ngay từ khi mà bé còn trong bụng. Con mở nút sao mọi người thấy cái file của con càng ngày càng lớn đi. Nó chật lắm, tại con hồi con nén á. Thật nghiệp quá. Rồi con quyết định là cho bé. Dạ. Người ta có hứa cho tiền gì không? Dạ anh ta nói là nếu đẻ xong ta lo đẻ rồi người ta sẽ cho con một số vốn. Ừ. Để hai vợ chồng đi buôn bán. Theo con số vốn là khoảng nhiêu? Cái đó con không biết. Cái không, nếu đó. Mà con á, con theo con số vốn khoảng bao nhiêu thì con buôn bán được. Tại vì lúc đầu con có tính bán vé số với chú. Ừ. Con có nói thẳng ta, cái người ta nói sẽ hỗ trợ cho con vốn để bán vé số. Thì con nghĩ là người ta sẽ hỗ trợ tầm 1 triệu đến 2 triệu là cùng. Dạ. Nè con lăn nè, con không chạy nè. Là con định là một số vốn bán vé số. Dạ. Lên hiện xin nhắc lại là bé Vi đang có thai, thì hai vợ chồng như những gì chia sẻ, Lên hiện đã chia sẻ cả hai đứa Lộc và Vi đều là trẻ mồ côi. Tuy nhiên Lê Hạnh khẳng định là hai em rất là chăm làm, tuy nhiên không có trình độ, không có giấy tờ tùy thân, hai đứa phải đi làm thuê làm mướn, đi buôn bán phụ giúp với người ta ngay trước cổng bệnh viện ung bú, bệnh viện gia đình để kiếm 100-mấy chục ngàn một ngày, mà cái căn nhà trọ các em đang ở thì phải đóng 85 ngàn một ngày, rồi lo cho con cái nữa. Vì còn nhỏ tuổi không biết cách phòng ngừa thai cho nên đã có thêm một lần thai kỳ nữa. Rồi khi mà em đi kiểm tra thì phát hiện là thai đã 4 tháng rồi, có muốn em muốn bỏ tại vì không có điều kiện, nhưng mà bác sĩ không thể nào mà giải quyết được.
và em đã tính đến cái đường là cho đứa bé ngay từ trong bụng mẹ. Lên Thiện khi mà hiểu được cái câu chuyện rất là đau lòng này đã chia sẻ và đã đến đây và bước đầu đã tặng cho em 1 triệu dặn em đi khám thai. Thì bây giờ quý vị hãy nghe Vi chia sẻ cái ngày đi khám thai như thế nào để cho mọi người an tâm nha. Và Vi chia sẻ đi con. Dạ, lúc mà vô mà khám á, thì con vừa vô thì bác sĩ la, bác sĩ nói tại sao mà để như vậy, rồi lỡ như con lên bàn mổ thì bị băng huyết mất rồi sao. Thế con cũng mới nói là con cũng không biết nữa bác ơi, con cũng lo, con cũng sợ lắm. Bác mới nói là bây giờ dự kiến của con tới 4 tới tháng 6 mới đầu sanh, mà bây giờ cái bụng của con thì nó lớn quá, bây giờ là không có biết được ngày nào hết á. Bây giờ bác sĩ nói là con chỉ cần có hơi ghim ghim đau một chút là con đi khám liền. Bây giờ con có bị đau bụng hay là tiêu chảy gì đó không cần biết, nhưng mà vẫn phải đi lên coi, tại vì cứ sợ giúp mổ nó ảnh hưởng. Thì ngày hôm bữa con có đi lên thì đo điện tim với thử máu á bác, thì người ta nói là giữ kết quả máu với lại kết quả tim con lại. Thì con sợ là tim có vấn đề, tại vì lúc đầu sanh bé là bị dao động tim thai, là tim hằng này nó yếu mới bắt buộc phải mổ. Vô thì bác sĩ nói là lên lấy kết quả 2 tuần sau con mới đi lấy. Thì bác sĩ vừa lên bác sĩ la là do là lâu quá tại sao không đi lấy. Thì hỏi kết quả tim thì bác sĩ nói tim không bị gì hết, còn máu thì bị thiếu máu nặng. Thì con có gọi bên chú Lê Thành Thiện, con có báo thì chú có xuống chú nói chuyện. Bây giờ là con kết quả máu đây. Rồi con đọc cái kết quả mà bác sĩ nói luôn đi để cho chú biết. Bác sĩ nói là bây giờ nếu như mà con không vô máu á, thì con sẽ có nguy cơ là bị thiếu máu, là vừa mổ là phải vừa truyền máu. Nhưng mà nếu bây giờ con nói là con không có điều kiện bác ơi, thì bác mới nói là không có điều kiện thì bây giờ bác sẽ kê toa thuốc nặng về cho con. Con có hỏi bác là tình trạng máu là được bao nhiêu, số tiền mà để mua thuốc á, thì bác sĩ nói là tầm cỡ rồi trên gần 1 triệu, tầm vài trăm thôi. Thì còn nếu mà trở lại trường hợp đầu tiên, bác sĩ nói là nếu có điều kiện là khoảng bao nhiêu để mà không mua thuốc nặng mà vô máu cho con hay sao, con nói kỹ lại coi. Bác sĩ nếu nó có điều kiện là vô máu. Vô máu phải không? Chừng nào vô? Con không biết. Khoảng bao nhiêu tiền? Con cũng không hỏi giá nữa, con không dám hỏi, tại vì con nói là con không có điều kiện. Vô máu liền ngay bây giờ hả? Hay là lúc đẻ mới vô? Cái đó con chỉ nghe bác sĩ nói là lên bàn mổ là phải vô máu. Bác sĩ nói con là thiếu máu nặng. Rồi sau đó bác sĩ kêu là nếu như con có điều kiện rồi là con phải đi vô máu. Rồi Phan ngưng ngay chỗ này. Nếu con có điều kiện là con phải vô máu. Dạ. Là vô ngay bây giờ hay là vô đi xin lúc đi sanh mới vô? Dạ, con có hỏi bác thì bác kêu là đợi tới ngày sanh. Còn bây giờ hiện tại giờ là chỉ cần uống thuốc và ăn uống. Rồi con nói tiếp đi, rồi nếu có điều kiện thì phải vô máu. Dạ. Rồi còn nếu không có điều kiện thì sao? Mua một toa thuốc như vậy. Ủa chú không hiểu nha, tại sao có điều kiện thì bây vô giờ, máu? Bây giờ nếu giờ vô máu thì con hàng vẫn phải uống thuốc. À. Nhưng mà uống cái toa thuốc nó nhẹ hơn. Rồi thôi được rồi, vậy thôi con cứ tiếp tục rồi con trả lời tiếp đi. Rồi chẳng lẽ con cũng không có được gần 1 triệu con mua toa thuốc luôn hả? Con có không? Dạ không. Con có nói với này, Lộc chồng con không? Dạ con có nói. Anh Lộc mà nói sao? Đâu cái toa thuốc bác sĩ đưa kê cho con đâu, con dạ đưa ra. Đưa lên màn hình cho khán giả xem. Hôm nay chưa mua luôn hả? Dạ chưa, trễ lắm rồi. Bác sĩ là bữa từ bữa 24 hôm nay cũng được tuần rồi, cầm đi. Dạ. Ô hôm nay thôi nôi rồi, biết sắp đứng rồi kìa. Rồi cái đó con nói là khoảng gần 1 triệu đúng không? Dạ. Rồi con chia sẻ tiếp đi. Thì bác sĩ có kêu là về phải ăn uống đầy đủ cho đủ máu, để cái ngày con lên bàn sanh á là con sẽ giảm được một phần, là nếu con bớt, nếu như mà máu con tới chừng cái ngày sanh đó nó đủ á thì con không cần phải vừa vô máu vừa mổ, mà nếu như không đủ bắt buộc con phải vừa vô vừa mổ. Nó làm gì kìa? Nó muốn đứng hay sao quá hả? Nó nhẹ nhẹ nó quay, nó giỡn vậy đó. Chơi vậy đó. Rồi có siêu âm được biết con gái con trai chưa? Dạ con chưa có hỏi luôn bác. Mà con nào ước con gái hay con trai? Con nào cũng là con. Bây giờ gặp chú Liên Thiện rồi còn có ý định cho con nữa không? Dạ không. Hôm nay cái người hai vợ chồng cô chú mà muốn giúp đỡ cho con có điện thoại không? Dạ không. Từ bữa chú nói tới giờ là người ta không gọi cho con. Rồi con gài nút áo lại. Chặt quá không? Hồi nãy chú đi quên đem bộ đồ của vợ chú cho con để con phải. Rồi bây giờ thôi thì chú đã hứa với con rồi, Mạnh Thường Quân cũng rất là quan tâm đến cái hoàn cảnh của con, rất là thương. Thì cứu người như là cứu hỏa, một đứa trẻ thơ trong bụng cũng sắp chào đời,
chính từ sự yêu thương của các mạnh thường quân, những tấm lòng bác ái vô cùng và Ngọc, chú cũng báo cho con biết luôn, tới thời điểm này chú đã nhận được cái sự giúp đỡ của mạnh thường quân giúp cho con là hơn 20 triệu. Hơn 20 triệu thì chú không dám đưa con một lượt không, tại vì chú đưa thì sợ tụi con không giữ được trong cái nhà trọ này, với lại sợ hết đến ngày sinh nó không có tiền để đi nữa. Cho nên hôm nay chú đến đây chú đưa cho con 5 triệu. Nè, 5 triệu đồng để con, thứ nhất là con đi mua toa thuốc để con uống liền, và con tiếp tục trong những ngày tới. Nó bác sĩ nói là tháng 6 xanh thì nó chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, thì nó cũng sẽ rất là quan trọng những cái thai kỳ nó làm đến ngày sinh. Cho nên con chịu khó con bước đi bộ qua bên bệnh viện kế bên nè, để con khám thường xuyên nếu mà thấy bất thường nha. Và thứ hai là con phải mua cái toa thuốc, con uống theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Và thứ ba quan trọng nhất là con phải bồi bổ cái sức khỏe cho con bằng chất dinh dưỡng để con có đủ máu. Còn lại số tiền 15 triệu hơn 15 triệu mấy trăm ngàn đó chú giữ đó, để khi mà chính thức con bước lên bàn xanh rồi thì chú sẽ xuống đây chú gặp Lộc và chú sẽ đưa liền cái số tiền đó cho con để mà hai vợ chồng con trang trải. Còn riêng cái phần tiền mà sau này con sanh đẻ xong mà khỏe mạnh đó, để bị bán cái số, thì cái số tiền khoảng 2-3 triệu đó chú sẽ giúp sau nữa. Con thấy như thế nào con gái? Đây là số tiền 5 triệu chú đưa cho con đây nè. Dạ rồi, con cảm ơn. Rồi con nói đi vài câu đi, con thấy như thế nào? Chú ta bàn tính giữ lại của con hơn 15 triệu đó, con thấy được hay không hay sao? Rồi con nói đi. Dạ được. Tại vì nếu như tới, tại vì con cũng ở trong nhà trọ này, thì nếu như ôm một số tiền lớn như vậy á thì con rất là sợ. Thật sự là con cũng không dám cầm, nếu như mà chú có gửi cho con thì con cũng đem đi con gửi lại cho chị chủ, còn không là con trả bớt một phần. Chứ nếu như mà ở trong một cái phòng như vậy mà con ôm một số tiền lớn như vậy con không dám cầm. Thật sự luôn. Cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân. Hồi giờ đó giờ hai chồng con nhận được số tiền nhiều nhất là bao nhiêu? Hai chồng có trong người nhiều nhất số tiền là bao nhiêu con gái? Hồi đó giờ cầm được 7 triệu. Là đó. Lúc mà lên bàn mổ là đóng cái kịch. Ở đâu ra 7 triệu đó? Là chị chủ gửi để đi đẻ, là cầm đúng một lần. Chị cho hay là chị cho mượn? Chị cho mượn. Rồi giờ trả hết chưa? Dạ chưa, vẫn còn nguyên 10 mấy triệu. Sao lên 10 mấy triệu dữ vậy? Mùa dịch với lại nằm trong tháng đó bác. Không có tiền ăn, phải mượn đóng tiền nhà, rồi ăn uống hàng ngày. Rồi có khi cũng thiếu tiền nhà. Có ngày đóng thì ngày thiếu, ngày đóng ngày thiếu. Bây giờ 5 triệu này là con nhắc lại cho chú nghe coi con sẽ làm gì với số tiền 5 triệu mà Mạnh Hồng Quân giúp mà chú đưa tạm cho con trước vậy? Dạ, một phần con sẽ mua thuốc, ăn uống. Rồi con sẽ trang trải mua quần áo với lại... Quần áo sơ sinh sẵn đúng không? Dạ, dạ. Chắc chú nghĩ là sau khi clip này lên cũng sẽ có một số cô chú Mạnh Hồng Quân giúp cho con... tả em bé hoặc là sữa, nói chung là những vật dụng em bé chú biết chắc rồi, cho nên con từ từ mua, khoan mua những cái vật đó đã, để 1-2 ngày sau nếu có thông tin gì mới nhất thì chú sẽ báo cho con liền. Với lại chú báo tin mừng cho con biết luôn là một Mạnh Thường Quân đã hứa cho con một cái chiếc xe đẩy khi mà con, giống như bữa con hứa làm sao khi mà con đẻ xong thì sao, con hứa con nói lại cho mọi người nghe luôn coi. Dạ con đẻ xong rồi ra tháng bắt đầu con đẩy em nó đi con bán. Gửi sao con đợi kể lại từ đầu, gửi nhảy nhàng nhóc đèn sao rồi như thế nào nữa, con kể chi tiết đi bé Vi. Dạ, nếu con đẻ xong con gửi bé này qua bên một cái máy chú. Con cũng cảm ơn chú có quay được cái clip á. Rồi con cũng gặp được một người máy chú nuôi ngày xưa. Sao gặp được vậy? Dạ chú má đó thông qua cái clip của chú á. Phải không? Dạ. Có đi lên tìm, lên tận nơi luôn. Thì mới lên có hỗ trợ cho bé được một thùng sữa. Rồi cho thêm 500 ngàn để con ăn uống á. Má vú đó lúc trước cũng chữa bệnh đó hả? Dạ không, má vú đó là kiểu như quen biết mẹ con à. Cũng đi xe ôm vậy đó, rồi quen biết. Rồi nuôi con, nuôi từ lúc mà con còn 2 tháng rưỡi, 2 tháng. Là bắt đầu nuôi tới năm con 3 tuổi, 4 tuổi bắt đầu là mẹ con ảnh về, mẹ con... Là lạc má vú luôn từ đó. Dạ, rồi má vú mới đây coi 5, 6 tuổi à. 5, 6 tuổi con vẫn còn gặp là cái năm trong năm đó luôn. Là trước đó 1 tháng, 2 tháng gì đó là con có gặp má. Cái từ ngày mẹ con mất đó là con mất luôn, con mất thông tin liên lạc. Vậy là mười mấy năm rồi mới gặp lại má vú, mà má vú coi video đó hả? Dạ. Cũng quá hay ha, một cái sự kết nối rất là màu nhiệm lên thì rất vui. Rồi má hứa gì? Dạ con má hứa rồi, má kêu là lễ này nè, 30 tháng 4 này nè, hai chồng không có bán, không có phụ gì hết á, thì đi lên trên nhà má chơi. Má ở đâu? Dạ má ở trên chợ đầu mối á. Rồi món nông sản Thủ Đức hả con? Rồi sau đó rồi con kể tiếp đi, con gửi thằng bé này rồi sao nữa? Dạ con sẽ gửi qua bên má. Má đó đó hả? Dạ. Ủa má hứa nhận giữ bé cho con luôn rồi hả? Dạ hứa nhận, con có xin là lúc đầu con có xin là
gửi nó được mấy ngày trong ngày thời kỳ con đi đẻ á. Rồi nếu như ra tháng được thì con gửi má luôn, rồi để con đi buôn bán, rồi con để em bé trên xe đẩy rồi con sẽ đi bán. Rồi có một cô đã hứa tặng cho con chiếc xe đẩy em bé rồi, thì hiện giờ thì chú cũng đang nhờ cô đó giữ cái chiếc xe đó để khi nào con cứng ra cáp đẻ xong rồi chú sẽ lấy cái chiếc xe đó về cho con lấy em con đi đi bán vé số nha, con thấy được không? Dạ được. Rồi bây giờ là chú tóm gọn lại là vậy, con được số tiền khoảng hơn 20 triệu để mà chuẩn bị ngày sanh đẻ, đồng thời khi mà con sanh xong thì chú cũng sẽ giúp cho con số vốn bán vé số. Dạ. Với những gì mà chú và Mạnh Thường Quân đã chung tay như vậy thì con cảm thấy thế nào? Con có vài lời trước khi chú kết thúc video này, mặc dù nó cũng không phải là cái gì lớn lao lắm, nhưng mà với hoàn cảnh của vợ chồng con như thế này, được những cái sự giúp đỡ đó thì con cảm thấy là nó đã ổn định chưa với bây giờ? Dạ rồi, con cũng cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân, con cũng cảm ơn chú Lê Thường Thiện đã hỗ trợ cho vợ chồng con như vậy, con quá cảm ơn. Tại vì thật sự giờ lúc khổ nhất mà có người giúp như vậy là con quá mừng, nên là giờ con muốn nói gì đâu. Rồi chú hiểu ý được tâm lòng của con rồi. Bây giờ cái hộp cuối cùng chú muốn nói là để mà ai cũng lo lắng, liệu sau khi sanh lần này ra thì con vợ chồng con sẽ làm biện pháp nào để tránh thai, để tránh đẻ thêm đứa thứ ba nữa. Chắc chắn nó sẽ là rất là khổ khi mà mình vỡ kế hoạch như vậy. Con chia sẻ đi. Dạ. Nó buồn ngủ rồi, con đu tay nó vậy đi. Nó buồn ngủ rồi, mắt nó liêm diêm rồi. Rồi con nói đi. Dạ, tới chừng đó sẽ con sẽ nhờ bác sĩ một là đặt vòng hay là treo lên, treo trứng lên. À. Dạ, tại vì con có hỏi mấy bà chị, mấy bà kêu là nên treo. Rồi cho nó mâm đi. Và đặt vòng. Rồi chồng con Lộc khi hồi bữa nhận được cái thông tin chú tới vậy thì Lộc có nói gì không? Dạ, dạ không, dạ có. Lộc nói gì con? Lộc kêu nói là... câu nữa là kết thúc được rồi. Dạ, Lộc kêu là lên mà không có anh. Cái con mới nói là buổi đó đi đâu, đi cho lâu vô. Con kêu là đi từ từ đi, đợi chú qua. Tại vì bên Má Dương có nói cái buổi chủ nhật chú có hứa qua là anh có ở nhà, hai chồng ở nhà tới 12 giờ mấy 1 giờ luôn. Là buổi đó nghỉ dọn hàng trễ lắm. Cái xong đợi chú qua, cái ông nói sao không qua lâu quá vậy. Thì chú điện cho con cũng không được, bởi vì bữa đó dạ. Chú bất ngờ và có công việc bất ngờ. Dạ. Bởi vì cái điện thoại cũng nó lúc này lúc kia lắm. Nhiều khi có khi gọi. Rồi hôm nay Lộc đi đâu nữa rồi? Dạ mới vừa đi lấy hàng ấy chú. Lấy hộp dịch hả? Dạ hôm nay trứng người ta không giao xuống. Phải đi lên trên tận nơi lấy. Ở đâu trứng hôm nay? Dạ bên Phan Nhân Chị với chú. Ừ. Chợ Cái Thị á. Rồi thôi nha, chú kết thúc video ở đây Rồi con nhớ nha, nhớ đi mua thuốc. Như mua thuốc đồng thời là có tiền rồi đi lại bác sĩ khám thêm một lần nữa cho chắc chắn. Dạ. Để bác sĩ thấy được cái thai nhi nó phát triển như thế nào để có cái sự can thiệp kịp thời nha con gái. Dạ. Rồi con chào quý vị khán giả của kênh YouTube Lê Thanh Thiện của chú đi. Dạ con chào tất cả mọi người. Chào. Chúc con có cái gì mà điện cho chú liền nha, để chú biết tiền mười mấy triệu đây nè, chuẩn bị để cho con sanh đẻ nữa nha. Dạ. Chúc con luôn luôn khỏe mạnh để mà chuẩn bị đón thiên thần ra đời nha con gái. Dạ rồi. Đến đây thì Lê Thanh Thiện xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị về cái video rất là dễ thương này của bé Vi. Mong rằng bé sẽ bình an để chờ đón thiên thần sắp ra đời từ cái sự yêu thương của quý Mạnh Thường Quân đã san sẻ. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để xem video này. Lê Thanh Thiện xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp khác.